ta biết là ban tin đại chúng thì hiện tại chúng ta mở kết nối 10 cái tuyến điểm đến quốc tế và đã hoạt động trong những ngày vừa qua. Để duy trì hoạt động này và cũng đã phục vụ tốt hơn cái việc đi lại của người dân, đặc biệt người dân xa để đón Tết. Và cái nội dung này thì báo cáo chỉ là chúng tôi đã trả lời rất nhiều lần, tức là phương án thì rất nhiều, kịch bản rất nhiều, có kiến nghị đến chính phủ, có quyết định từ giai đoạn. Nhưng cái điều kiện quan trọng nhất không phải là máy bay, không phải là được vận tải, mà điều kiện quan trọng nhất vẫn là kiểm soát dịch. Và để kiểm soát dịch thì chúng ta phải có cái thực hiện hướng dẫn chung của chúng ta, tức là nhà nước ta và Bộ Y tế về kiểm soát dịch. Nhưng chúng ta phải tôn trọng những cái quy định của các cái nước của chúng ta kết nối đấy. Và cái này phải có cái thời gian để trao đổi giữa các bên. Rồi các nhà chức trách hàng không phải có thống nhất về phương thức của kiểm soát của các chuyến bay đó. Đấy, lấy tất cả những quy trình làm như thế là có tính chất tác nghiệp, cung cấp thông tin nhiều. Tức là trước kia thì tôi kiến nghị là các bạn nó cũng có cái để xem xét của các cơ quan khác nhau trên cơ sở phối hợp của các cơ quan khác nhau trình lên ý kiến là cuối tháng tư đầu năm mà có chính thức tất cả. Đấy là kiến nghị. Thì tuy nhiên thì do cái tiến trình thì là tiêm vaccine rồi cái phát động tiêm vaccine trong mùa xuân sắp tới, báo cáo chí thế thì có thể cái thời gian này cũng thể sẽ mất. Ở trên cơ sở như tôi nói ở trên thì tôi sẽ có cái giả soát lại trong dịp và tiếp hay sau Tết này để báo cáo lại. Và nếu điều kiện đủ điều kiện, chúng ta có thể mở được thêm và mở toàn bộ thì chúng ta sẽ đủ mở được toàn bộ. Nhưng mà chúng ta phải có xây dựng phương án kịch bản theo quy định được có trao đổi với ngành chức năng hàng không nước các đối tác. Xin trả lời hỏi nhé. Hỏi thứ hai là về tổ chức vận tải Tết đảm bảo đi lại cho người dân thì Tết dân xuân nhân dân như thế nào thì thế là trước Tết là hơn một tháng thì bộ thông vận tải không phải là đây là năm này là năm nào cũng như vậy. Tôi có cái ban hành các kế hoạch thông qua quyết định các cái công văn công điện để hướng dẫn cho tất cả các cái đơn vị liên quan đến các cái sở vận tải địa phương mà vận tải đường bộ vận tải về đường thủy nội địa chẳng hạn. Thế còn những cái hãng như hãng hàng không cho cái cục tổng cục cho triển khai chúng ta có vận tải Tết đảm bảo cái việc đi lại trước, trong và sau Tết. Thế với cái nội dung như năm nay chúng tôi cho là đây là cái đặc thù của năm tiếp theo của năm 2020, đó là vừa vận tải để đảm bảo cái kiểm soát dịch bệnh thì nguyên tắc là quản lý dịch bệnh thì vẫn trên cơ sở ứng tiên dung của Bộ Y tế. Thế chúng tôi cũng nhấn mạnh trong kế hoạch và cái chỉ đạo là phải đảm bảo cái việc là hạn chế ùn tắc giao thông phục vụ tốt những nhu cầu đi lại người dân, đảm bảo an toàn, đảm bảo giao thông thông suốt trước, trong và sau cái Tết nhâm dần và lễ hội xuân 2022. Cái thứ hai nữa là cái tăng cường kiểm tra kiểm soát và siết chặt kỷ cương ở các cái bến xe, bến tàu, cảng hàng không để đảm bảo cái việc là trật tự an ninh an toàn cho hành khách. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt lưu ý nữa là phải kiểm soát dịch trong cái việc điều kiện vận tải. Thì tất cả những quyết định báo cáo chí là chúng ta thay đổi theo cái thời gian theo hướng dẫn chung của thỏa thuận với Bộ Y tế thôi. Ví dụ như ngày gần đây thì kiểm soát của hàng không đã nới lỏng rất nhiều trong vấn đề đi lại và phục vụ tốt hơn cho người dân và lợi hơn với điều kiện đã tiêm đầy đủ vaccine và cái kiểm soát cái quy trình và lợi hơn. Rồi cái ngay cả cái chuyện là kết nối quốc tế thì đã có cái chuyện là test nhanh thì cũng có xem xét là những trường hợp để cho nhập các thủ tục vân vân hoặc là điều chỉnh những cái việc là cái đó làm cho hạn chế cái việc ùn tắc ở các cái cửa khẩu của cảng không. Đấy là cái chúng tôi đã làm. Và một trong yêu cầu nữa là người Tết thì đảm bảo trật tự an toàn giao thông là hết sức quan trọng trong việc tổ chức vận tải, thì đây là một cái nhấn mạnh. Và từ cái nhấn mạnh đó thì cũng yêu cầu tất cả các cơ quan chức năng liên quan đến thanh tra giao thông với nhà chức trách các cơ quan quản lý nhà nước phải vào cuộc trong quá trình kiểm soát này. Thì qua theo dõi đánh giá thời điểm này, hôm nay ta là 26 Tết rồi thì chúng tôi cho rằng là các sở giao thông vận tải đã chủ động xây dựng kế hoạch và đối với vận tải về đường bộ báo cáo với tất cả nhà báo đồng chí là năm nay giảm rất nhiều những cái nhu cầu so với lại các năm kể cả năm 2020. Thứ hai nữa là vận tải đường sắt cũng giảm rất nhiều, chúng
tôi cho là chỉ được khoảng 30-35% so với cái hàng năm. Và hàng không những ngày gần đây có tăng trưởng lên là có thể là gây ra tổng bùn ở cục bộ như ở Tân Sơn Nhất. Thì so với năm 2019 và các với cái phóng viên và các đồng chí là khoảng 110.000 hành khách mỗi ngày trung bình. Và năm 2021 thì đang đạt được 90.000 hàng khách trung bình ngày. Nhưng năm nay cao điểm nhất vừa rồi, trong những ngày vừa rồi lên cao nhất là do nhu cầu đi lại và do cái chuyển kiểm soát dịch các địa phương có công bố là rõ ràng, và với đó thì người dân đã đăng ký và có tăng, là tôi cho là có tính đột phá, nhưng cũng chỉ đạt được 70.000 hành khách một ngày. Như vậy là cái nhu cầu vận tải tôi cho là không cao, và cái phương tiện và cái việc đáp ứng nhu cầu vận tải không có vấn đề gì cả. Nhưng cục bộ thì vẫn có những cái công tác như ở cái Tân Sơn Nhất do có cả điều kiện của khách quan và thời tiết của sương mù. Do đó các cái máy bay xuất phát từ Hà Nội ở cái khung giờ đến 9:30 bắt đầu cất cánh rồi, từ trước kia ra cánh sớm rồi. Thì đấy những cái thì tôi cho là nó tác động, cũng như là cái ủn tắc đấy thì đã xử lý ngay. Trên cái sở là giãn, rồi cho bay đêm, rồi đẩy cái việc là kiểm soát dịch nó sau đó hơn, thì nó giãn vào những ngày gần đây thì không nó đã giảm đi rất nhiều. Và chúng tôi tin tưởng rằng là với cái việc đáp ứng như vậy, cũng quản lý cái chỉ đạo và cái theo dõi thường xuyên, chúng tôi cũng như là vào cuộc của tất cả các đơn vị vận tải từ hàng không, đường bộ, đường sắt thì chúng tôi đi lại với dân sẽ có